hai tàu chiến của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cập cảng quốc tế Cam Ranh sáng 14 tháng 6 bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam 4 ngày. Hai tàu khu trục JS Izumo và JS Murasame do chuẩn đô đốc Hiroshi Egawa dẫn đầu, mang theo 600 sĩ quan thủy thủ, được Hải quân Việt Nam và quan chức chính quyền địa phương chào đón. Hệ thống truyền thông NHK của Nhật Bản dẫn lời chuẩn đô đốc Egawa cho biết Việt Nam là đối tác rất quan trọng đối với Nhật trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định khu vực, đặc biệt là duy trì và tăng cường trật tự hàng hải. Hai khu trục hạm Nhật tới Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục tăng cường sự hiện diện trong khu vực. Tàu chiến Nhật tiến vào vịnh Cam Ranh, cảng biển nước sâu chiến lược hàng đầu khu vực, sau cuộc tập trận chung ở Biển Đông với chiến hạm USS Ronald Reagan của Mỹ. Trang mạng Defense News nhận định rằng bất chấp sự giận dữ của Bắc Kinh, vai trò và ảnh hưởng của Nhật đang gia tăng trong khu vực.